đường ven sông Sài Gòn đi qua thành phố Thủ Dầu Một, dự án đường Vành Đai Ba và cầu Bình Gởi đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trước kế hoạch, tạo cú hích mạnh mẽ cho thị trường bất động sản Bình Dương phát triển, cũng như gia tăng sức hút, mở ra tiềm năng tăng giá của dự án The Mansion thời gian tới. Là dự án căn hộ cao cấp ven sông nằm ngay tại trung tâm Thủ Dầu Một, The Mansion sở hữu nhiều lợi thế về kết nối nhờ nằm gần nhiều tuyến giao thông quan trọng đã được khởi công xây dựng. Đầu tiên là tuyến đường ven sông Sài Gòn đi qua thành phố Thủ Dầu Một nằm sát ngay dự án. Theo quy hoạch tổng thể, tuyến đường ven sông Sài Gòn kết nối từ cầu Bà Lụa Thủ Dầu Một đến cầu Vĩnh Bình giáp thành phố Hồ Chí Minh, có tổng chiều dài toàn tuyến trên 13 km, là trục cảnh quan ven sông quan trọng của Bình Dương. Hiện nay, đoạn qua Thủ Dầu Một với phố đi bộ Bạch Đằng dài gần 1 km, có vốn đầu tư hơn 650 tỷ đồng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đoạn đường này góp phần tạo không gian đô thị hiện đại, trở thành điểm đến vui chơi giải trí của người dân Bình Dương và các tỉnh thành lân cận, và thế độc đạo về giao thông, góp phần phát triển kinh tế, du lịch của địa phương. Từ The Mansion, cư dân cũng có thể kết nối với tuyến đường Vành Đai Ba thành phố Hồ Chí Minh. Dự án Vành Đai Ba đoạn qua Bình Dương được khởi công sớm từ cuối tháng 6 năm 2023, dự kiến về đích trước hạn, sẽ là tuyến đường mang tính kết nối liên vùng, giúp việc di chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận thuận tiện hơn. Nằm trên tuyến Vành Đai Ba là cầu Bình Gởi gần khu vực cảng Bà Lụa đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hợp long cuối năm nay. Cầu Bình Gởi dài gần 1,3 km, rộng 20 m với 4 làn xe, có tổng vốn đầu tư hơn 570 tỷ đồng. Đây là cây cầu thứ 3 bắc qua sông Sài Gòn nối Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh sau cầu Phú Cường và Phú Long. Cùng với các tuyến đường trên, tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Thủ Dầu Một Dân Thành, dự án mở rộng quốc lộ 13 sẽ giúp các dự án bất động sản tại Bình Dương, trong đó có The Mansion, gia tăng sức hút. Ngoài yếu tố hạ tầng, The Mansion còn hấp dẫn nhờ pháp lý hoàn chỉnh, tiến độ xây dựng vượt trội. Dự án chuẩn bị cất nóc vào ngày 20 tháng 4 tới đây và đang hoàn thiện các hạng mục để bàn giao sớm đến cư dân. Tại The Mansion, cư dân được tận hưởng hơn 39 tiện ích cao cấp, từ hồ bơi tràn bờ trên cao, khu công viên, khu vui chơi trẻ em, khu vực BBQ, khu tập gym spa và khu sauna, khu mua sắm, nhà hàng cà phê và đặc biệt là khu chăm sóc xe hơi. Chủ đầu tư còn chú trọng tạo dựng cộng đồng cư dân văn minh và hiện đại với những hoạt động tổ chức thường xuyên và miễn phí như lớp năng khiếu hội họa, năng khiếu âm nhạc, lớp học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, lớp học bơi với huấn luyện viên. Sự xuất hiện của mô hình bác sĩ gia đình mới đây được chủ đầu tư kỳ vọng nâng tầm tiện ích cho cuộc sống của cư dân. Hiện tại chỉ cần thanh toán 200 triệu đồng là đã dễ dàng sở hữu căn hộ 70 m², 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh tại The Mansion. Khách hàng còn được hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng, đồng thời miễn phí quản lý 5 năm hoặc nhận đặc quyền cam kết cho thuê đến 6 tháng. Chủ đầu tư cũng tặng đầy đủ nội thất cao cấp cho khách hàng trong giai đoạn này.